Em quay nuôi dê, xin chào đại gia đình. Ngày hôm nay, mấy hôm nay thì trời bắt đầu nắng nên là em quay dọn vườn. Dọn vườn nha quý vị. Ai ở Bình Phước thì thấy cảnh này quá quen này. Cưa cao su xong là để lại một đống ngổn ngang như vậy. Xa xa kia là cái chuồng dê của em. Dọn vườn để đốt. Cũng phải cả tháng nữa bắt đầu mới trồng cỏ được. Em Quân đang lựa cái giống cỏ nào tốt nhất để trồng. Anh chị em mình nuôi dê mà thấy giống cỏ nào hiệu quả có thể chia sẻ cho em Quân ở dưới bình luận nhé. Mình viết dưới bình luận. Vườn này 8 sào. Gần 8 sào. Đấy. Bây giờ xem trên YouTube có anh Khoang Linh, anh cũng khởi nghiệp nuôi dê bên châu Phi đấy. Cái đất khô cằn như vậy mà còn làm nông nghiệp được thì ở Việt Nam mình không lý gì mà không làm được. Sắp tới dọn xong cái vườn này, nói chung là em nhiều việc quá, ngày chỉ làm được tí thôi. Chắc mai mốt cái chỗ này em phá đi, em làm chuồng dê chỗ này cho nó tiện. Tính nuôi gà mà cảm thấy không ổn. Tính nuôi vài con gà ăn đây nhưng mà thấy không ổn rồi. Cỏ em sáng nay em cắt mà nó bị dính xương, thành ra phơi cho nó tí. Cũng héo héo rồi quý vị ơi. Phơi cho nó chút cho nó bớt xương chứ nước quá như vậy không tốt. Đây nha quý vị. Ô, em cái này hôm nay lớn lắm rồi. Hôm bữa khoảng 23 kg, hôm nay chắc phải 26 hay 27 kg. Cắt cây thì chuồng dê nó hơi nóng, thành ra dê buổi trưa thấy nó thở hơi gấp. Mà giờ bắt đầu chuyển vào mùa lạnh nên dê của em hơi bị ho tí. Không biết có sao không nữa. Em thấy trên nhiều kênh YouTube nhiều anh em nuôi chia sẻ và giờ dê nó thấy nó bị ho nhiều quá. Chắc kiểu này đêm mình phải giăng bạt hoặc là mình cho thêm cái bóng úng quá. Để mai mốt em bật hai cái bóng úng này. Tối có gì để nó đỡ lạnh hơn, như thấy nó lạnh cũng tội quá. Bên này hai con đực của em, hai đực nhỡ. Bây giờ thì nó tầm con lớn bây giờ phải 24 kg rồi. Hồi đợt cân là 22 kg cách đây 20 ngày rồi, hai mấy ngày rồi. Và bữa nay thấy nó phát ghê lắm. Bữa nay thấy phát tướng nha. Con lớn giờ cỡ 23 24 kg, con bé cỡ 21 kg ạ. Con bé hồi đợt cân 18 kg giờ chắc cỡ 21 kg. Hai con này em để em nuôi thử xem, nuôi tầm tháng rưỡi nó coi được bao nhiêu ký. Còn con đực này thì nói chung nó lớn cũng không như mong đợi rồi. Nhưng mà được cái tướng cá nhìn nó cũng khá pin. Đấy, chuồng dê em làm mấy cái viền viền xung quanh đi trên cho nó tiện. Đi trên cho này nó tiện. Con này bụng to lắm, con này bầu mới có khoảng gần 3 tháng bụng to lắm. Lứa trước nó đã đẻ đôi rồi mà lứa trước nó bị sẩy, tiếc ghê luôn. Lứa trước hai con nó rất là to. Lứa này em chích an thai được 2 mũi rồi. Mai mốt em sẽ cho thêm một mũi an thai nữa. Tầm nửa tháng em cho một mũi an thai nữa với lại Catosan, canxi Catosan. Canxi kết hợp Catosan luôn. Nó đang đói lắm á, dê em đang đói dữ lắm á, nhưng mà em chưa dám cho ăn. Tại vì cỏ hơi ướt. Cỏ ướt, cỏ dính xương, quý vị đừng cho ăn liền nhé. Có cho ăn chút xíu thôi. Mấy cái này nó dễ bị đường ruột lắm. Nhất là mấy con, tại vì dê em có con nên em không dám cho ăn bậy bạ đâu. Dê em mà con mà con nào mà bị em thấy ỉa phân lỏng cái là bắt đầu mình vô thuốc liền.
mình bắt thêm nấm lá cây hoàng nhập để mai mốt làm cái chủ đề riêng. Em cứ bảo em làm chủ đề này chủ kia riêng nhưng mà thành ra mình bận nhiều thứ quá, toàn những lúc tranh thủ là buổi trưa quý vị, thế em quay video buổi trưa không chứ ngày có rảnh đâu. Đấy, như bây giờ cũng là 10:30 trưa rồi. Đấy, như con này xuống sữa rồi đây. Đấy, 3 tháng là bắt đầu mình thấy nó xuống sữa nha quý vị nhé. 3 tháng bắt đầu có vú, bắt đầu đến tháng thứ tư là vú nó bắt đầu to rồi. Rất là đẹp, tại vì em thấy con này rất là đẹp. Nó bây giờ ngoài 40 kg rồi. Một đôi ngoài 40 kg, khả năng hết răng ngoài 50 kg vô tư. Ngoài 50-55 kg vô tư. Em Quân chào quý vị nhé, hẹn gặp quý vị ở những video lần sau. Quý vị cho em Quân nút like cũng như là nút đăng ký kênh để em Quân có nhiều động lực ra video hơn. Em Quân chào quý vị.